Cô xin chào các em học sinh trường Trương Doan thân mến. Hôm nay cô trò mình tiếp tục tìm hiểu bài nắm. Đây là cơm cô để mấy ngày nè. Sau một thời gian thì chúng ta thấy có những cái sợi mốc trắng nó mọc lên. Và đây là nấm rơm. Đây là cái hình ảnh ghế, chúng ta để một thời gian thì nó sẽ bị mốc ở nơi ẩm ướt. Đây là trái dâu tây. Các em thấy là nó bị những cái sợi trắng như băng quấn lấy chằng chịt nè, bám lên bề mặt của những trái dâu này. Vậy những cái sợi trắng mốc này nó là gì? Thì chúng ta cùng tìm hiểu bài 51 nấm. Ở bài 51 này, cô trò mình sẽ tìm hiểu mốc trắng và nấm rơm. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về mốc trắng. Đây là mốc trắng, chúng ta sẽ chú ý về màu sắc, hình dạng và cấu tạo. Thì mốc trắng các em để ý là khi là cơm nguội hoặc bánh mì, bún mà các em để vài ngày thì chúng ta thấy trên bề mặt của nó xuất hiện những sợi trắng như bông quấn chằng chịt, đó là sợi mốc trắng. Và sợi mốc trắng có cấu tạo là dạng sợi phân nhánh rất là nhiều, bên trong có chất tế bào và nhiều nhân, nhưng nó không có vách ngăn giữa các tế bào. Sợi mốc trong suốt, không màu, không có chất diệp lục và không có chất màu nào khác. Mốc trắng sẽ dinh dưỡng bằng cách nào? Vì nó không có chất diệp lục cho nên mốc trắng dinh dưỡng bằng hình thức hoại sinh. Các sợi mốc sẽ bám chặt vào bánh mì hoặc cơm nguội, hút lấy nước và chất hữu cơ để sống. Mốc trắng sẽ sinh sản bằng gì? Mốc trắng sinh sản bằng bào tử. Và đó là hình thức sinh sản vô tính. Rồi bây giờ các em ghi bài nha. Cấu tạo: dạng sợi phân nhánh rất nhiều, bên trong có chất tế bào và nhiều nhân, không có vách ngăn giữa tế bào, trắng suốt không màu, không có chất diệp lục và không có chất màu nào. Dinh dưỡng bằng hình thức hoại sinh, sinh sản là vô tính bằng bào tử. Cô trò mình cùng quan sát một hình ảnh về các loại mốc. Thứ nhất là mốc xanh. Thì mốc xanh này dùng để lấy các chất kháng sinh penicillin nè các em. Thứ hai là mốc tương, để ủ sôi làm tương. Và thứ ba, nấm men này người ta để làm rượu hay là mình ăn cơm rượu đó các em. Chúng ta tìm hiểu phần 2 La Mã nấm với đại diện là nấm rơm. Thì cấu tạo của nấm rơm thì gồm có mũ nấm. Và các em lưu ý cho cô ở đây, mũ nấm này nó chính là cơ quan sinh sản của nấm rơm. Và cuống nấm, các sợi nấm, thì các sợi nấm này chính là cơ quan sinh dưỡng của nấm rơm. Và trên mũ nấm của nó sẽ có những cái phiến mỏng, và những cái phiến mỏng này sẽ chứa bào tử. Chúng ta cùng tìm hiểu xem là nấm rơm nó có cấu tạo như thế nào. Thì nó gồm có sợi nấm, gồm nhiều tế bào, có vách ngăn, mỗi tế bào có hai nhân và không có chất diệp lục. Vì nấm rơm không có chất diệp lục cho nên nấm rơm sẽ dinh dưỡng bằng hình thức nào? Nấm rơm sẽ dinh dưỡng bằng hình thức là hoại sinh, lấy chất dinh dưỡng từ rơm rạ. Bây giờ lật mặt dưới của mũ nấm, chúng ta sẽ lấy ra một cái phiến mỏng mỏng mỏng. Thì đó là gì các em? Đó chính là bào tử. Vậy bào tử là cơ quan gì của nấm rơm? Đó chính là cơ quan sinh sản của nấm rơm. Các em ghi bài nấm rơm
Sợi nấm là cơ quan sinh dưỡng, cấu tạo gồm nhiều tế bào, có vách ngăn. Mỗi tế bào có hai nhân, không có chất diệp lục. Cú nấm vận chuyển chất dinh dưỡng và nâng đỡ mụn nấm. Mụn nấm là cơ quan sinh sản nằm trên cú nấm. Dưới mụn nấm có nhiều phiến mỏng chứa nhiều bào tử. Các em ghi phần này cho cô ha. Tại sao ở chúng ta thấy là ở bờ tường vẫn có nấm mốc phát triển? Vì nấm không có chất diệt lục, sử dụng chất hữu cơ có sẵn nên không cần ánh sáng vẫn phát triển được. Chúng ta thấy là quần áo các em để lâu ngày sẽ xuất hiện những cái sợi nấm mốc. Vậy tại sao? Vì quần áo đồ đạc là chất hữu cơ có sẵn, trong điều kiện ẩm ướt nấm mốc sẽ phát triển. Cô trò mình cùng xem một vài hình ảnh về nấm ký sinh. Các em thấy là nấm ký sinh gây bệnh nấm ở móng tay người. Nấm ký sinh này gây bệnh ở thực vật, gây bệnh ở ngô nè, củ khoai tây và ở lúa. Và đây là hình thức ngoại sinh nấm rơm mọc trên rơm rạ và mốc trắng ở bánh mì. Đây là hình thức thứ ba là cộng sinh. Thì đây địa y trên một tảng đá và địa y trên một cành cây. Vậy địa y là gì? Địa y là một dạng sinh vật đặc biệt gồm tảo và nấm cộng sinh, thường bám trên các thân cây gỗ. Vậy nấm có mấy hình thức dinh dưỡng? Sau khi quan sát các hình ảnh thì chúng ta thấy là nấm có ba hình thức dinh dưỡng là ngoại sinh, ký sinh và cộng sinh. Chúng ta xem một số hình ảnh nấm được dùng làm thức ăn. Nấm hương, nấm mèo, nấm kim châm, nấm sò, nấm mỡ và nấm rơm. Thì trong các loại nấm trên, các em đã được ăn những loại nấm nào rồi? Ngoài một số nấm được dùng thành thức ăn thì nấm cũng được dùng làm thuốc như là nghêu móc xanh, dùng để chiết xuất để thuốc kháng sinh, nấm linh chi, nấm phục linh và nấm trùng hạ thảo, nấm vân chi. Thì những cái loại nấm này được dùng làm thuốc các em để điều trị bệnh. Thì bên cạnh một số nấm chúng ta có thể ăn được hay là dùng làm thuốc thì không phải nấm nào mà chúng ta cũng có thể sử dụng. Bên cạnh đó thì có một số loại nấm rất là độc, ăn phải có thể gây rối loạn tiêu hóa, làm tê liệt hệ thần kinh trung ương. Nếu ngộ độc nặng có thể bị chết. Việc phân biệt nấm độc và nấm ăn được rất là khó. Do đó khi sử dụng nấm làm thức ăn, các em phải hết sức thận trọng, không ăn nấm lạ. Và các em lưu ý mình chỉ ăn những cái nấm quen thuộc, không được ăn những cái nấm lạ mọc ở trong vườn nhà hay là mọc ở trong rừng trên đường đi. Khi mà bị ngộ độc thì các con phải kịp thời rửa ruột và đưa ngay đến bệnh viện để điều trị. Và không phải nấm nào nó cũng được dùng làm thức ăn, được dùng làm thuốc. Thì bên cạnh đó, một số nấm ký sinh ở người gây hại cho người. Ví dụ như là nấm ký sinh gây bệnh nấm móng tay, móng chân, mứt ăn chân, lăng ban, hắc lào. Cho nên là chúng ta cần phải giữ gìn vệ sinh thân thể để tránh các bệnh ngoài da do nấm ký sinh gây ra nha các em. Chúng ta cùng quan sát hình sau đây. Và cái nấm này người ta gọi đó là nấm báo mưa. Vì sao người ta gọi đó là nấm báo mưa? Vì nó có thể dự báo thời tiết. Gọi như vậy vì nó chỉ xuất hiện vào mùa mưa, khi không khí ướt ẩm đầy hơi nước. Do đó nếu mà các em thấy nấm này xuất hiện là ta biết trời sắp mưa rồi đó. Vậy bài học hôm nay của cô trò mình đã kết thúc rồi. Cô chúc các em học tốt. Thân ái chào các em.